thiệu ông Võ Nhật Tân, giám đốc công ty bất động sản Nhật Trung, phó trưởng ban. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Triệu Quốc Lương, tổng giám đốc công ty gỗ Triệu Gia, phó trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hữu Thanh, giám đốc công ty may Sư Tử Vàng, ủy viên. Trân trọng giới thiệu ông Trương Tấn Hải, tổng giám đốc công ty bất động sản Bình Dương, ủy viên. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị đạo diễn Quang Nguyễn. Trân trọng giới thiệu đến quý vị sự có mặt của ông Phúc Phan, trưởng ban dự án. Chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu sự có mặt của ca sĩ Quốc Đại. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của diễn viên Lý Thanh Thảo. Thưa quý vị, và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc của công ty Vista Media sẽ lên sân khấu phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Tiên xin gửi đến quý vị quan khách, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em doanh nhân, các chiến hữu của câu lạc bộ doanh nhân Sơn Việt và đặc biệt là các quý ông lãnh đạo chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, cho đến hôm nay thì chúng tôi nói rằng là chúng ta đã đi gần hết chặng đường rồi. Và bản thân ban tổ chức chúng tôi cũng đã cố gắng hết mình để mang đến cho tất cả quý vị chúng ta một cái chương trình mà được gọi là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là chúng tôi đây là lần đầu tiên mà chúng ta tổ chức một cái sân chơi dành cho quý doanh nhân doanh nghiệp của chúng ta. Chúng tôi mặc dù là đã cố gắng hết sức nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không tránh khỏi những cái thiếu sót do là lần đầu tiên dành cho các nam nhân. Các quý vị doanh nhân nữ thì chúng tôi đã làm rất là nhiều, tuy nhiên nó cũng có sự khác biệt rất là rõ ràng giữa các nam doanh nhân và nữ doanh nhân. Và qua cái chương trình này thì chúng tôi dần dần rút ra những cái kinh nghiệm đáng quý để chúng tôi sẽ cho ra đời những cái sản phẩm tiếp theo, nó sẽ được hoành tráng hơn, chính chu hơn. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái sân chơi mà chúng tôi cũng đặt rất là nhiều tâm huyết và công sức vào đây để chúng tôi làm thành một cái hành trang ban đầu để đặt cái nền tảng cho những cái năm tiếp theo. Và đây là cái sân chơi mà tôi nghĩ rằng các anh em doanh nhân chúng ta cũng đã cố gắng hết sức để thể hiện mình trước quý vị khán giả và tất cả các anh chị em chúng ta ở đây. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sân chơi mang tính chất khích lệ và đoàn kết gắn bó và chia sẻ tình cảm với nhau. Và tất cả chúng ta là những người cùng chiến thắng chứ không ai chiến thắng ở đây cả, đúng không ạ? Cho nên là đây là một cái sân chơi của tình đoàn kết gắn bó và tất cả anh em chúng ta cùng thể hiện một cái nét đẹp, sự lịch lãm của tất cả các quý vị, đặc biệt là các nam doanh nhân chúng ta. Thì cũng không có nhiều lời, tôi đã nói rất là nhiều rồi, nên là hôm nay là gửi lời cảm ơn rất là chân tình đến tất cả quý vị khán giả, các vị quan khách cũng như là anh chị em doanh nhân thân hữu chúng ta đã đến cổ vũ cho chương trình. Cảm ơn các vì trong ban giám khảo kính mến đã ủng hộ tài trợ chương trình và cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà mạnh thường quân đã ủng hộ cho chúng tôi để có được những cái điểm diễn như thế này. Và cũng không quên là các ekip và những chương trình chúng ta, đặc biệt là anh Quang Nghĩa cũng như là tất cả các anh em hậu kỳ đã rất là vất vả để mà tạo dựng cái sân chơi như thế này. Thì đây là một cái niềm vui bước đầu của tất cả anh em chúng tôi, mong rằng là chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong những cái kỳ tiếp theo để mang đến cho quý vị những sân chơi thật sự là xuất sắc, thật sự là khác biệt và cũng đầy ý nghĩa. Xin một lần nữa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Trường Giang và thưa quý vị. Để tổ chức một chương trình hoành tráng như thế này thì phía sau anh Bị Trường Giang còn cả một ekip rất hùng hậu. Nhưng mà trong đó chúng tôi xin được nhắc đến hình ảnh của một người phụ nữ rất quyền năng, đúng không nào Minh Hưng? Người mà anh Đào
Vâng, với gợi ý không ai khác và bây giờ mình thân xin được trân trọng kính mời bà Hà Mỹ Dung, phó trưởng ban tổ chức sẽ cùng lên sân khấu để phát biểu đôi lời. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Lần đầu tiên để thay mặt ban tổ chức xin kính chào quý quan khách cũng như quý ban ngành, quý bảo trợ thông tin, các nhà tài trợ cũng như là các quý ông đình đám thí sinh, một lời chào thân ái và đồng nhiệt nhất ạ. Thật ra là để có một cái đêm chung kết mà nó ấm áp như thế này, đối với tôi ở đây cũng chưa phải là một bước phá mới, và những bước phá mới đó thì chúng tôi sẽ hẹn vào mùa 2, nhưng đây cũng là một bước đầu mà chúng tôi trong cái mạo hiểm lại có cái thành công như thế này. Thì không quên cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Qua những vòng mà chúng tôi sơ tuyển từ bắt đầu tháng 9, kết tinh rồi bán kết rồi đến năm nay để có được chung kết như thế này, thì thật sự đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng là những người tiên phong dám mở ra những cái sân chơi cho quý ông lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Thì tôi mong rằng là hôm nay là cái ngày mà ban giám khảo cũng như nhà tài trợ cũng như ban tổ chức sẽ tìm ra một gương mặt quý ông lịch lãm Việt Nam 2017 thật là công tâm, xứng tầm với cái mục tiêu, cái tiêu chí mà ban tổ chức cũng đưa ra. Chuẩn bị tới đây thì tất cả các vị và các anh chị cũng như nhà tài trợ, ban giám khảo sẽ bắt đầu được lộ diện ai sẽ là người đăng quang đêm nay. Để có những cái ly kỳ đó thì chắc có lẽ rằng là trong quá trình sẽ diễn ra chương trình thì mong các anh chị không quên vỗ tay thật là to để xem người đăng quang hôm nay là ai, đồng ý không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị quý vị trong khán phòng ngày hôm nay có một đêm xem biểu diễn nghệ thuật cũng như là đón chào quý ông lịch lãm Việt Nam 2017 thật là hạnh phúc và ấm áp ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin được trân trọng cảm ơn bà Hà Thị Dung, phó trưởng ban tổ chức chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, thông qua các hoạt động phong phú diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi quý ông lịch lãm 2017 năm nay thì cuộc thi năm nay cũng góp phần gắn kết lợi ích của các doanh nghiệp với các đối tác, nâng cao giá trị hình ảnh của các doanh nghiệp thông qua các hoạt động quảng bá thương hiệu, hình ảnh của các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, và chính vì thế để cuộc thi có thể diễn ra đúng tiến độ và quy mô như công bố thì bên cạnh sự nỗ lực của ban tổ chức còn có sự chia sẻ và đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác và nhà tài trợ. Và sau đây chúng tôi xin được mời một đại diện của các nhà tài trợ sẽ cùng tiến về sân khấu có đôi lời phát biểu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Thị Thanh Yến, là tổng giám đốc công ty Đại Phát, thương hiệu trang sức Celine, sẽ chia sẻ về quyết định tài trợ sân chơi này. Trân trọng kính mời. Và chắc chắn là không thiếu một tràng pháo tay thật lớn với tất cả quý vị vang lên để cùng chào đón Miss Yến Phạm ạ. Chào các anh chị cũng như các quý vị và các thí sinh có mặt ngày hôm nay. Tôi tên là Yến, giám đốc Celine, một thương hiệu hàng đầu nữ trang của Ý tại Việt Nam. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được tài trợ thay mặt cho các quý vị của các nhà tài trợ để có chút phát biểu về cái cuộc thi của quý ông thành đạt lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Tôi là một trong những tổng giám đốc của công ty nữ trang vàng Celine. Thường Celine có một câu nói: vàng sau lưng quyền lực là vàng. Ngày nay Celine kinh doanh vàng nữ trang và kim cương. Mong các anh chị sẽ sau đây sẽ chiêm ngưỡng cái bộ sưu tập mà chúng tôi đã dành tặng cho những quý ông đã đạt những ngôi vị cao nhất. Xin mời tác phẩm ra. Đề nghị mang dùng cho tôi gương với lại là vương miện, đúng vương miện ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay và trong đêm nay thì Miss Yến Phạm của chúng ta sẽ dành cho quý vị một cái bất ngờ, đó chính là thanh gương quyền lực dành cho quý ông đăng quang ngôi vị quý ông lịch lãm 2017 năm nay. Và chắc chắn ngay suốt từ đây tất cả quý vị chúng ta cũng rất là nóng lòng
chờ đợi sự xuất hiện của thanh gương quyền lực này trên sân khấu. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem nhé. Dạ, xin quý vị cùng chào đón thanh gương quyền lực này và cùng chào đón doanh nhân Triệu Quốc Hương, giám đốc công ty gỗ Triệu Gia. Cô xin giới thiệu thanh gương này có một cái biểu tượng đặc biệt và chúng tôi đã có cái tên Isman Man Vuông, tức là đây là một thế giới của người đàn ông. Và nếu như anh chẳng có gì cả khi bên cạnh anh không có một người phụ nữ. Vâng, và ý nghĩa của thanh gương quyền lực là như vậy ạ. Và sau đây là gồm có 4 cái vương miện biểu tượng của sự quyền uy, giống như là chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt ngày hôm nay để trao tặng cho 4 á nam và một trong những gọi là nam vương ạ. Nam vương để xứng đáng cái ngôi vị. Ngoài ra như vậy thì chúng tôi còn có 4 chiếc nhẫn biểu tượng của một sự thành đạt. Người ta thường nói là người đàn ông bao giờ cũng gồm có thanh gương, gương trượng và chiếc nhẫn. Mong rằng sau đây cuộc thi sẽ để cho gây ra một cái sự thành công và chúng tôi rất là mong đợi đến những cái phút này. Xin cảm ơn. Và quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để quý vị khán giả xin mời bạn đã lại sân khấu ạ. Vâng, quý vị chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng thanh gương quyền lực này cũng như là vương miện của ngôi vị quán quân cũng như là á quân quý ông Đình Lãm 2017. Thưa quý vị, và những vật phẩm vô cùng giá trị và đầy ý nghĩa này sẽ thuộc về ai? Tất cả vẫn là một số ở những phút này, và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi để kết nối chương trình để chúng ta tìm ra người sở hữu trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, để có một sân chơi vô cùng ý nghĩa của quý ông Đình Lãm 2017, khi ngoài sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức ra thì các nhà tài trợ, những người đồng hành đã giúp chúng tôi làm nên một mùa giải rất là thành công vang dội như thế này. Chính vì vậy mà đêm nay chúng tôi cũng sẽ dành những lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ cũng như các nhà đồng hành của chúng ta. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu bác sĩ Hồ Ngọc Tiên Trung, giám đốc nha khoa Đại Nam. Xin được trân trọng kính mời bác sĩ Đỗ Xuân Trường, thẩm mỹ Xuân Trường. Trân trọng kính mời ông Tôn Thất Khải, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Love World. Xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Hữu Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may Sư Tử Vàng. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Xuân Hương, giám đốc công ty Vạn An Sinh. Xin trân trọng kính mời bà Bùi Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim Kim Long Phát. Trân trọng kính mời ông Trương Tấn Hải, giám đốc bất động sản Bình Dương. Thưa quý vị, những quý vị mà chúng tôi đồng tên thì quý vị vui lòng lên sân khấu để nhận hoa từ phía ban tổ chức chúng tôi dành cho tất cả quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Lan Anh, giám đốc của công ty xây dựng Lan Anh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lý Thị Minh Nguyệt, tổng giám đốc Minh Nguyệt Group. Xin được trân trọng kính mời bà Trần Thanh Thuận Hoàng Hoa, tổng giám đốc của công ty Lan Anh. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bích Châu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phong Cách Thời Trang Minh Châu. Nhà tài trợ trang phục Veston. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Tuấn Tommy, giám đốc thương hiệu áo dài Tommy Nguyễn, nhà tài trợ trang phục áo dài truyền thống. Trân trọng kính mời nhà thiết kế Bảo Ngọc, giám đốc thương hiệu Bảo Ngọc thời trang dạ hội. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Minh Trung, giám đốc Đăng Minh Makeup Academy. Trân trọng kính mời Á Khôi Ngọc Quyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất